Em xin chào cả nhà nghe, và xin chào và Trường Hải và anh chị em thân mến và trên trang mà YouTuber của Nguyễn Tuấn. Một buổi chiều và tràn đầy và hạnh phúc và bên gia đình và bên địa thân ạ. Hôm nay thì em sẽ đề cập cho mà mấy anh chị em mình về thông tin là thiền âm bên bờ và vũ trụ trong vụ 50 người. Nhưng mà thông tin này thì cũng mà nó mới nhất, nhưng mà em cũng mới đề cập tại đây. Đó, bây giờ em chia sẻ cho mà mấy anh chị em luôn. Những ngày qua thì trên cộng đồng mạng và dư luận và đang xôn xao rất là nhiều. Đó. Thì họ đang và chú ý vào thiền âm bên bờ và vũ trụ. Vì sao mà 50 người này vào chùa và nó đã phá đó. Bây giờ là em cũng một phân tích và em cũng nói cho mà mấy anh chị em mình nghe luôn. Hiện bây giờ là 50 người đó họ vào chùa nhưng mà họ không có xin phép trong chùa. Họ tự ý vào chùa trong chổng nhưng mà không được cắt chưa hẹn chổng cho. Cái này là họ tự ý đi vào lục đồ, lục vẹn, còn làm mất tiền ông chổng và mất đồ ông chổng rồi gây thương tích ông chổng nữa, còn đánh người. Bây giờ là em hỏi cho mà mấy anh chị em nghe nè. Gia đình của Diễm My đi xuống tìm Diễm My đúng không? Nhưng mà chỉ có gia đình Diễm My đi xuống thôi, tìm con thôi. Nếu mà không có thấy Diễm My trong chổng thì về đúng không? Nếu mà có thì Diễm My sẽ đi về chung với gia đình. Và nếu mà không được thì sẽ mời qua, cũng không được phải không, thì sẽ mời qua cơ quan và chức năng lại người ta xử lý và người ta điều tra cho vấn về. Nó là cái đó là nó chính xác. Còn mà vụ mà 50 người kia đi vào chùa mà không được xin phép á, mà còn đánh người gây thương tích và còn lục đồ và lấy đồ nữa, cái này á thì em cũng mong rằng cho mà cơ quan và cảnh sát điều tra người ta vào cuộc và người ta điều tra, và cái hai cũng lên án hành vi và nó mạnh mẽ đến và những mà 50 người đó, và mình cũng lên án rằng 50 người đó là vi phạm và pháp luật, và cái nữa là cố tình và gây mà nó thương tích cho người khác đó. Và vi phạm mà xâm nhập và gia cư mà chỗ bất hợp pháp đó. Thì trong đoạn video này thì em cũng gửi cho anh mà Thế Nhân Pháp luôn. Em hỏi mà mấy anh chị nè, mà Thế Nhân Pháp luôn nè. Nhưng mà Thế Nhân Pháp á, là nói như thế này, 50 người đó đi xuống mà đi chung với nhà Diễm My là chỉ là tìm Diễm My thôi. Nếu mà không cho thì họ sẽ và xông vào thì vô buồn vô cái đồ họ kiếm dùm cho gia đình của Diễm My đó. Bây giờ em hỏi mấy anh chị nè, chuyện này chuyện của gia đình của mà Diễm My đúng không? Đâu phải mà chuyện của mà những mấy người kia đâu mà tự động mà họ làm như vậy đúng không mấy anh chị, còn đánh người nữa chứ. Hả? Gia đình của Diễm My để cho gia đình Diễm My người ta giải quyết. Nếu mà không phải nếu mà gia đình Diễm My á có lên tiếng á mà kêu họ làm á thì á gia đình Diễm My còn mà nó sai trái nữa, còn cái đó nữa. Nhưng mà những mấy người khác á họ không liên quan gì trơn á, chỉ là đi heo bà nó ăn heo thôi. Em nói thiệt luôn á, chỉ là ăn heo thôi. Nhưng mà Thế Nhân Pháp á hiện bây giờ đang mà bảo vệ cho mà 50 người, đang bảo vệ cho mà 50 người đó là xong vào nhà. Anh ta nói là 50 người đó làm gì như vậy là đúng. Bây giờ em hỏi mấy anh chị nè, Thế Nhân Pháp này nói như vậy có đúng hay sai đó. Em thấy mà thấy không phải là ông đứng lên á, ông xúc phạm trong thiền âm bên bờ của vũ trụ rất nhiều. Ông nói thầy ông nội á là đi lấy vợ mà người ta, rồi đi lấy mà 7-8 con vợ, rồi còn bỏ quan nữa. Thấy không pháp á mấy chị, ông là tu bên là chủ đạo Phật đó, ông mà đạo Phật đó nha, mà ông đứng lên ông đi mà nó xúc phạm mà những mà mấy người khác nữa đó, như vậy hỏi các chị là mình phải cần là nó lên án không à, mình cần là nó mà bảo vệ cho mà thiền âm bên bờ và vũ trụ mà. Thế Nhân Pháp còn nói là năm chú tiểu đó là con của các mà chưa hẹn chổng nữa đó. Em hỏi mấy chị là nhưng mà cái ông này ông nói chuyện như vậy là thấy hoàn toàn là nó đi như thế nào, thấy ổng mà nó xuyên tạc không và nó bị đặt không à. Nếu mà con của các chưa hẹn giọng á, người ta không bao giờ người ta sợ, người ta không bao giờ nói như thế nào,
người ta chấp nhận, không phải đợi như ổng mà ổng nói đâu, mà đúng không? Nhưng mà Thế Nhân Pháp á, ổng là người tu mà ổng đứng lên ổng đi xuyên để xúc phạm ta không à. Bây giờ mấy anh chị á, vào mà nghe ổng nói á, ổng nói hoài cái dòng mà cái đạo lý của ổng không à, cái gì ổng nói đúng cho ổng, giờ giờ phần ổng không à. Nhưng mà còn cái khác á, ổng đi mà xuyên tạc và moi móc chuyện ta không à. Mấy anh chị á, thì nếu mà có thấy hay và trong đoạn video này, nhớ và bấm nút và chia sẻ cho em, và nhớ bấm nút và đăng ký cho em ạ. Em cũng chân thành và cảm ơn mấy anh chị và những ngày qua thì ủng hộ cho em. Bây giờ là em cũng mong cầu cơ quan cảnh sát điều tra và ở Cần Vũ Long An thì vào điều tra 50 người đó và lấy lại sự công bằng cho thiền âm bên bờ và vũ trụ. Và lúc nào em cũng tin vào mà luật pháp Việt Nam họ rất là làm đúng ạ. Thì cứ yên tâm nghe mấy anh chị, hiện bây giờ là trong thiền âm bên bờ và vũ trụ, họ không có đi ra ngoài, họ không có mà nói chuyện với mà người ngoài được. Tại vì sao không? Tại vì hiện bây giờ là dịch bệnh mà rất là nhiều mà không đi ra ngoài nói chuyện được, nên mà mấy anh chị và chị em và thông cảm đó. Bây giờ là em sẽ và đề cập và tìm hiểu và vào mà thiền âm bên bờ và vũ trụ và sẽ cho mà mấy anh và mấy chị hay thêm. Mấy anh chị cứ yên tâm. Dạ. Bây giờ em cũng cảm ơn mấy anh chị nghe. Thì nếu mà mấy bạn nào và thấy hay và mấy anh chị nào thấy hay và nhớ và đăng ký cho em và bấm nút subscribe cho em nghe. Em cũng chân thành và cảm ơn ạ.